chưa có dấu hiệu nào cho thấy là thời tiết sẽ giảm nhiệt đâu ạ. Dự báo ngày hôm nay ở Cần Thơ sẽ tiếp tục nắng nóng. Cần Thơ không chỉ nóng trong ngày hôm nay mà còn kéo dài cho đến hết cả kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 sắp tới. Mức nhiệt cao nhất giữa trưa là 36 độ C. Nếu ở lâu ngoài trời thì cảm nhận thực tế sẽ còn nóng hơn. Không chỉ ở Cần Thơ mà nhiều nơi khác ngày hôm nay cũng nắng nóng kéo dài. Trong đó dự báo mức nhiệt phổ biến tại Châu Đốc, Rạch Giá, Cà Mau và các nơi khác trong khoảng là từ 35 đến 36 độ C. Thậm chí là Cao Lãnh nắng nóng gay gắt 37 độ C. Và những ngày nắng nóng như thế này thì cha mẹ nên cho trẻ nhỏ mặc trang phục thoáng mát, thấm hút mồ hôi, đội nón, che dù khi mà đi ra ngoài và hạn chế vui chơi ngoài trời trong khoảng thời gian là từ 10 giờ đến 15 giờ. Uống nước đầy đủ, bổ sung trái cây, rau xanh để có thể tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Ngay cả tại đảo Phú Quốc trong ngày hôm nay, trời cũng nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ C. Quý vị nên hạn chế các hoạt động ngoài trời vào buổi trưa. Đến tối thì trời mới dịu dần. Xin được chuyển sang thông tin dự báo thời tiết trên biển. Dự báo ở khu vực biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, Kiên Giang. Trong ngày hôm nay thì trời có nắng, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió nhẹ, biển êm.